coi nay coi khách vô coi máy để bán mấy cái máy 4, máy này là khá là to. Mấy cái dòng máy này chạy vỏ 9m, 9 tới 9m9. Vỏ 2 tấn trở lên, 2 tấn là chạy xé nước luôn, trên 2 tấn. Đó, chắc lẽ tôi 3 máy hả? 386. Cái đó 486. 486 mà đời đời phát điện hay đời 2 3? Đời 3. Theo nó 2 5 á thì heo dọc. Rồi heo dọc hay có 2.000. Có đời 2.000. Đâu có. Dạ. Giá là cái 84. Tại vì nó khá là hiếm, giờ có cái mà chứ không phải còn. 86 cơ thì còn. Đây. Xe Tết. Theo xe Tết nha các bạn. 86. 4 rồi nè, 482 số điện. Tám sáu luôn. Dạ. Đời, đời 203. Đây. Đây là cái turbo. Isekai nha. Isuki này nó là 1.2 bằng 2. Bốn máy. Máy này nó là lít mấy? 1.2, 1.3. Dòng Isuki thì rẻ nha các bạn. Dễ tiền, nó không có bền. Rất là rẻ. Ngon nhất là chỉ có dòng Mitsubishi hoặc là ba t bốn t dòng ma đó, rồi Shibuya xài cũng tạm được thôi, nó cũng không bền lắm. Hino 4. Máy này là hiếm thấy nha các bạn. Hino 6, Hino 8, Hino 10 thấy thường nha. Hino 4 này là hiếm thấy. 90 mấy phần trăm. Cái nồng nó như nó nằm bên cái lốc đó các bạn. Cái này nó nằm trong cái cạp mà không có thấy được. Máy quá to. 4 máy này rất là to. Vỏ tới 3 tấn. Tấn 102. Hino. Con này mấy triệu sao? Tầm 8 triệu, 6 triệu vậy. 6 tới 8 triệu. Con này nhiêu vậy anh Thắng?
À, con này giá như giá 5 triệu. Xin kia bếp nhỏ. Không có xong bếp. Lấy lâu quá chắc phải xong. Dễ. 5 triệu. Nồng nồng nhiêu? 72. Nồng 72. 5 triệu bằng cái máy xăng. Chứ không là đang quay đủ má kia muốn cho cái giò tôi ké cái giò tôi xếp hai cái móng. Tính được anh quay quay hai móng giò. Má rồi. Đã hả? Lật má hả? Đang đứng nghe điện thoại nè. Không ngồi kia mình đi coi lượt lần để tôi kêu hai kia qua hai kéo cho chịu đủ má không ham. Đang xiết xiết kéo muốn cho cái giò đâu. Tôi chưa kịp bay rồi tôi kéo thôi thì ở đây ông kéo không là một cái dù. Lật ngang. Lật. Mẹ, cái cạnh này nó sắn xuống rồi cái gì chịu nổi. Dăng móng giò đâu mà. Dăng móng giò đâu. Móng giữa. Không á, cái bụp cái là cái này ăn là cứng lử luôn. Nó quay lại hai móng giò đi. Giờ nó còn trò á. Thôi móng cái này. Cái móng kia má chắc quay đậu mà. Bây giờ làm gì còn chưa thấy gì. Rồi, thấy bắt bóng giò trong năm thấy gì không đòi lao chích quay ngang hỏi là ông thấy gì không hai má rồi bảy hai hai má quá lâu rồi cái cầm gãy không mà bỏ lâu quá nó chậm nổ. Nổ rồi cái là đầy ra cái nổ. Cái gì hai máy. Dòng này dòng nhỏ. Bình này muốn hết rồi sao ấy. Để thấy nó bựa quá. Còn cái vụ mà tâm rồi đường nước đường chó gì tá lả binh đó cái đang về viện dưỡng lão rồi nãy gì á nãy gì nào hết bình rồi lấy cái bình chưa cái cục á dạ con không.